Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách sử dụng cây ATM của ngân hàng SMBC Michi Sumitomo nhé. Và đây là cái cây ATM của ngân hàng SMBC này. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cụ thể đến các bạn về những cái chức năng ở trên cái cây ATM này nhé. Các bạn sẽ vào màn hình cho mình này. Ở trên màn hình này thì nó có những cái chức năng ví dụ như là rút tiền này, nạp tiền này, kiểm tra số dư tài khoản hay là ghi sổ này. Bên trái này sẽ là phần chuyển khoản nhé, hoặc là phần bên dưới là phần thay đổi mật khẩu ấy. Mình sẽ giới thiệu cụ thể đến các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách rút tiền. Các bạn sẽ nhấn cho mình cái phần Ohikidashi ở phía bên tay trái trên cùng này. Sau đó là sẽ đưa thẻ vào trong cây cho mình theo cái hình mũi tên này nhé. Rồi quay trở lại màn hình cho mình này. Rồi các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái phần bên trên. Phần bên dưới là sẽ dành cho thẻ credit nhé. Nhập cho mình mật khẩu 4 số của thẻ ATM đi. Các bạn có thể nhập trên màn hình hoặc nhập bên tay phải này cũng có này. Mình sẽ nhập trên màn hình nhé. Sau đó là nhập cho mình số tiền mà các bạn muốn rút vào đây nhé. Các bạn nhập số tiền, sau đó nhập man hoặc là sen cho mình. Bây giờ mình sẽ rút một man này. Nhấn cho mình chữ Kakunin ở phía bên tay phải này. Này các bạn có lấy hóa đơn hay không? Có thì bên trên, không cần thì ở bên dưới nhé. Rồi xong rồi các bạn sẽ lấy cho mình hóa đơn và thẻ ra. Và sau đó là nhớ lấy cho mình tiền ra nữa nhé. Và đây là cái hóa đơn. Đã in ra rồi. Có số dư tài khoản của mình ở đây luôn này. Đó là cái phần rút tiền. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách các bạn nạp tiền. Các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái phần Oazuke ID này. Đưa thẻ vào cây ATM cho mình. Các bạn sẽ chọn cho mình ở phía trên nhé. Ở đây phần chú ý thôi. Các bạn sẽ nhấn cho mình cái chữ Kakunin màu xanh đi. Nhấn cho mình một lần nữa. Bây giờ các bạn sẽ đưa tiền vào trong máy nhé. Tối đa là mỗi lần sẽ được là 200 mai, 200 tờ. Sau đó các bạn sẽ phải quay lại màn hình, nhấn vào cho mình cái phần Yomituri này. Các bạn kiểm tra lại số tiền ok không nhé. Nhấn cho mình chữ Kakunin. Mình đã hoàn thành xong phần nạp tiền rồi. Các bạn có lấy hóa đơn hay không? Có thì bên trên, không lấy thì bên dưới nhé. Sau đó các bạn sẽ lấy cho mình thẻ và hóa đơn ra này. Đó là phần nạp tiền. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn là cách các bạn kiểm tra số dư tài khoản nhé. Nhấn vào Zanda Kasokai cho mình. Đưa thẻ vào này. Nhập mình ở trên nhé. Nhập cho mình mật khẩu 4 số của thẻ ATM vào đây. Rồi nó sẽ hiện ra số dư tài khoản nha, các bạn kiểm tra cho mình. Và sau đó xong rồi thì các bạn sẽ nhấn cho mình cái chữ màu xanh Torihiki Serial để kết thúc này. Đó là phần kiểm tra số dư tài khoản, các bạn nhớ lấy cho mình thẻ ra nhé. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn là cách các bạn chuyển khoản nhé. Các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái phần Ofurikomi phía bên tay trái này để chuyển khoản này. Cái phần này là bên cảnh sát người ta chú ý các bạn có vào cái trường hợp là bị lừa hay không ấy. Các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái AT Hamaranai phía bên tay phải này nhé. Nhấn vào phía bên tay phải cho mình này. Và đưa cho mình thẻ vào cây ATM đi. Phần này các bạn nhấn Kakunin cho mình. Nhập cho mình một khẩu 4 số của thẻ ATM ở đây nhé. Nhập cho mình số tiền mà các bạn muốn chuyển khoản này. Bạn nhập cho mình chính xác số tiền vào nhé. Nếu mà sai thì các bạn sẽ nhấn vào TC phía bên tay phải để sửa lại này. Mình sẽ chuyển một man ví dụ như thế nhé. Nếu mà Kakunin cho mình ở phía bên tay phải này.
Này các bạn sẽ nhấn hay cho mình nhé. Các bạn sẽ chọn cho mình ngân hàng mà các bạn muốn chuyển. Ở trên này sẽ có SMBC này, Mizuho, UFJ hay là Zicho, PayPay. Ngân hàng khác thì mình sẽ giới thiệu các bạn phía sau nhé. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn cách các bạn chuyển khoản qua SMBC. Bạn sẽ nhấn cho mình Michi Sumitomo này. Và nhập cho mình chiếc cái đầu tiên của cái tên chi nhánh của các bạn nhé. Ví dụ cho mình sẽ chuyển qua Toyama thì mình sẽ phải đánh cái chữ To vào. Nhấn vào chữ To. Các bạn sẽ nhập cho mình cái chữ cái đầu tiên của tên chi nhánh ở đây nhé. Ở đây nó sẽ có Toyama City tên này. Tuy nhiên là các bạn có thể kiểm tra phía bên tay phải, nhấn vào phần Suzuki này để tìm cái tên chi nhánh mà các bạn muốn chuyển khoản nhé. Mình quay lại này. Bây giờ mình sẽ nhấn vào cái phần Toyama City tên, mình sẽ chuyển sang chi nhánh này. Và này các bạn sẽ chọn bên trên cùng cho mình Futsu này, tài khoản thông thường nhé. Nhập cho mình số tài khoản các bạn muốn chuyển vào đây, 7 số nhé. Nếu mà sai thì các bạn nhấn vào phần TC cho mình để sửa lại này. Nhấn cho mình cái chữ CT chỉ định ở phía bên tay phải màu xanh này. Này các bạn sẽ kiểm tra cho mình nhé. Số tài khoản này, tên người nhận màu vàng này, số tiền này. Và nếu có phí thì nó sẽ hiện lên luôn đây nhé. Các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái chữ Kakunin phía bên tay phải này đi. Rồi các bạn có đăng ký lại cái số tài khoản này để lần sau các bạn chuyển không? Có thì bên trên nhé. Còn không có thì nhấn vào Toro Kusina cho mình ở phía bên dưới. Mình sẽ đăng ký lại này. Các bạn có ghi cái số dư tài khoản lên trên hóa đơn hay không? Có thì bên trên, Suru. Còn không cần thì nhấn vào Sina cho mình nhé. Mình sẽ ghi lên thì mình sẽ nhấn bên trên cho này. Đây là cái số tiền còn lại của mình ở trong tài khoản nhé. Các bạn sẽ nhấn vào Kanryo màu xanh để kết thúc. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cho mình thẻ ra nhé, hóa đơn. Ở đây người ta ghi cả cái số dư tài khoản của mình lên đây này, cái thông tin mình chuyển khoản đấy nhé. Ok nhé. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách các bạn là chuyển khoản qua ngân hàng khác nữa đi. Ngân hàng Zicho đi. Các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái Ofurikomi để chuyển khoản ở một này. Sau đó nhấn vào Atehamaranai bên phải phải nhé. Bên phải này này. Đưa thẻ vào cho mình. Bạn nhấn Kakunin cho mình. Nhập cho mình mật khẩu của thẻ vào. Nhập cho mình số tiền mà các bạn muốn chuyển khoản nhé. Ví dụ là mình sẽ chuyển 5 man thì mình sẽ nhấn số 5 này, 5 man này. Sau đó mình nhấn vào Kakunin. Hôm nay các bạn sẽ nhấn hay cho mình. Trường hợp mà các bạn chưa đăng ký, các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái phần Mitoro Kuno Furikomisaki ở phía bên dưới này nhé. Bên trên cái tài khoản mà mình đã đăng ký rồi ấy. Nhấn vào đây cho mình này. Chọn cho mình cái tên ngân hàng mà các bạn muốn chuyển khoản. Ví dụ như bây giờ mình sẽ chuyển cho Zicho nhé. Để đánh cho mình cái chữ cái đầu tiên ở trong cái tên chi nhánh nhé. Ví dụ như của mình là 458 thì mình sẽ phải chọn là Yong nhé. Yong là 4 này, Yong Gohachi. Đấy, sau đó là sẽ chọn cho mình chính xác tên chi nhánh vào đây nhé. Phần này các bạn sẽ phải lấy tên chi nhánh ra nhé. Yong Gohachi để chọn này. Tiếp theo là nhấn cho mình cái phụ sự ở phía bên trên này. Nhập cho mình số tài khoản mà các bạn muốn chuyển khoản nhé. Nếu ví dụ sai thì các bạn sẽ nhấn vào TC để sửa cho mình nhé. Hoặc ở phía dưới nó có cái phần là xóa từng ngày số 1 đấy. Sau đó là các bạn sẽ nhập cho mình chính xác số tài khoản, bỏ số 1 ở dưới cùng đi. Sau đó nhấn vào CT này. Kiểm tra cho mình nhé. Số tài khoản này, tên người nhận này, số tiền. Và đây là phí của mình là 330 yên. Nhấn cho mình Kakunin. Các bạn có đăng ký lại số tài khoản này không này? Nhấn vào Toro Kusuru để đăng ký nhé. Còn không nhấn đăng ký thì nhấn vào Toro Kusina cho mình. Phần này nó có ghi số dư tài khoản lên trên hóa đơn hay không thôi. Nếu không ghi thì nhấn bên dưới này. Sẽ hiện luôn lên cái số dư tài khoản các bạn nhé. Các bạn sẽ nhấn cho mình cái Kanryo màu xanh để hoàn thành nhé. Bây giờ các
bạn sẽ lấy cho mình hóa đơn và thẻ ra thôi. Đó là cách chuyển khoản qua ngân hàng Zicho. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách chuyển khoản qua các ngân hàng khác nữa nhé. Ví dụ như ngân hàng địa phương hay các ngân hàng online đi. Các bạn cũng vẫn vào cho mình cái phần Ofuricomi này. Nhấn cho mình cái phần bên phải này đi. Ate Hamaranai này nhé. Rồi đưa thẻ vào cho mình này. Mình sẽ giới thiệu đến các bạn là cách các bạn chuyển khoản qua ngân hàng địa phương hay là các ngân hàng ví dụ như online như là Rakuten hay là các ngân hàng khác nữa thì các bạn sẽ vào đây cho mình. Nhấn cho mình chiếc Kakuni này đi. Đầu tiên các bạn sẽ nhập cho mình mật khẩu 4 số của thẻ ATM nhé. Sau đó là nhập cái số tiền mà các bạn muốn chuyển khoản vào đây. Rồi nhấn vào phần Kakuni cho mình. Cái nhìn phía bên tay phải này nhé. Nhấn vào hay cho mình. Tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái phần Mitoroku no Furikomisaki này nhé. Phần này thì các bạn có thể chọn cái phần là Chiho Ginko trường hợp các bạn chuyển khoản cho ngân hàng địa phương này. Ngân hàng ví dụ như Aichi hay là Aomori hay là ngân hàng khác ấy. Bây giờ các bạn sẽ phải chọn chữ cái đầu tiên của ngân hàng nhé. Ví dụ như ngân hàng Aichi các bạn phải chọn vào chữ A này, hoặc Aomori cũng là A này, Akita cũng là A nhé. Các bạn sẽ chọn cho mình vào đó. Sau đó là chọn chữ cái đầu tiên của cái chi nhánh các bạn muốn chuyển vào đây nhé. Thế các bạn sẽ chọn cho mình vào. Cái này mình sẽ giới thiệu qua đến các bạn là cách các bạn là tìm tên chi nhánh với tên ngân hàng thôi. Hoặc là Kagawa thì các bạn sẽ chọn cho mình chữ K chẳng hạn ấy. Kagoshima cũng thế nhé. Sau đó là chọn cái chữ cái đầu tiên của tên chi nhánh các bạn muốn chuyển khoản vào đây. Ví dụ như thế nhé, cái này thì mình cũng không rõ đâu. Đó là ngân hàng địa phương nhé. Còn trường hợp mà các bạn là muốn chuyển khoản qua ngân hàng online như Ayuzibun Ginko này, thì các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái Sonohoka này, phía bên dưới này. Đó. Sẽ chọn cho mình cái chữ Ginko ở phía bên trên cùng nhé. Đây là các ngân hàng điện tử này, ví dụ như Aozora này, hay Ayuzibun Ginko này, hay GMO này, hoặc là Rakuten. Rakuten thì các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái chữ Suzuki ở phía bên tay phải bên dưới này này, để các bạn tìm ra nhé. Nó sẽ có Rakuten này ở trong này. Đây các bạn sẽ chọn cho mình, ví dụ như các bạn sẽ chuyển khoản qua Rakuten, nhấn vào đây. Sau đó là chọn chữ cái đầu tiên của cái tài khoản mà các bạn muốn chuyển đến cho mình nhé, để tìm ra nó nhé. Đó là mình sẽ giới thiệu qua đến thế thôi. Đó là cái cách chuyển khoản. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách các bạn thay đổi mật khẩu nhé. Các bạn sẽ nhấn vào cho mình chỗ này, Sonohoka này. Cái này nó có thay đổi mật khẩu này, thay đổi hạn mức sử dụng của thẻ và những cái khác ấy. Bây giờ các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái phần Kado no Ansobango Henko này để mình thay đổi mật khẩu nhé. Bạn sẽ đưa thẻ cho mình này. Để quay trở lại màn hình cho mình. Bạn này nhấn vào Kakuni cho mình. Nhấn cho mình cái chữ Kakuni tiếp nhé. Các bạn đừng lấy những cái số liên quan đến thông tin cá nhân như ngày tháng năm sinh hay là số điện thoại hay địa chỉ nhé. Nhớ vào cho mình cái Kakuni màu xanh là được. Bạn chuẩn bị cho mình cái số, cái mật khẩu cũ ra này. Phần này các bạn sẽ nhập cho mình cái mật khẩu cũ 4 số các bạn hiện tại đang sử dụng nhé. Nhập vào đây cho mình. Rồi sau đó các bạn sẽ nhập cho mình cái mật khẩu mới nhé. Mật khẩu mới thì các bạn sẽ nhập cho mình 2 lần. Các bạn nhập cho mình 4 số đi. Sau đó nhấn vào CT màu xanh phía bên tay phải cho mình này. Rồi các bạn sẽ nhập lại cho mình một lần nữa cái mật khẩu mới của các bạn nhé. Sau đó nhấn vào Kakunin cho mình. Rồi ok rồi đấy. Bây giờ các bạn sẽ nhấn vào Torehiki Shiryo. Hoàn thành là các bạn có thể sử dụng cái mật khẩu mới để các bạn thao tác rồi nhé. Các bạn lấy thẻ cho mình này. Rồi và trên đây thì mình đã giới thiệu đến các bạn cách các bạn sử dụng cái cây ATM của ngân hàng SMBC Mitsumi Tomo rồi nhé. Đến đây thì mình xin kết thúc cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.